Dấu vết của mối tuyết và cát. Đáp cả lù sao ấy? Mọi người à? Đáp cả lù sao ấy? Đáp ố. Đáp được cả lù à? Chết. Tắc ố thế nào này? Từ từ. Tắc ố, tắc ố. Từ từ, tao không biết luôn. Thống dữ. Sử dụng trên web đến vì của mình không hiểu. Hợp lý hay. Mẹo biết. À đủ 300 ngay. Mà đang ngay anh em ạ. Mà đang ngay luôn đi. Chụp lại, chụp lại. Bây giờ tôi chụp lại. Đấy. Tôi sẽ ghim tao cái mi lần đấy. Cho có. Để tôi lên 300 ngày. Từ từ. Cắt những cái thứ không cần thiết đi. Khoan, để bật nhạc lắc. Bật nhạc ạ. Bật nhạc. Bật nhạc bút may mắn. Đây luôn, thử bật coi. Thank you.
có Bác Hồ dòng này vui đại thắng, lời Bác này thành chiến thắng huy hoàng. 30 năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông, 30 năm dân chùa Cộng Hòa kháng chiến đã thành công. Do lắc thì nghĩ không lắc luôn. Mà mày vừa đấy định xem búp lắc rồi cùng áo mà hết mè rồi chị ăn đi. À, ơi, mấy cổ tình người bá kỳ thầy tiếp tế công cái số cái người rồng nữa khả năng cao vẫn lấy được full đúng. À đúng chưa 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 phải ra tập phật này exit đấy để làm một cái nên không được đẹp lắm nhưng mà sẽ mất lắm. Bắt đầu hết rồi. Vừa thấy đây xong mà. Dreamweaver sát thức vật lý có thể triệu hồi đạt dụng hình thức hỗ trợ nhân vật chiến đấu. Tù sư cất sát có thể nhập vào thực tế tinh thần cái lực lượng sát thức vật lý. Rất ngon. Có chiêu làm cái sát thức vật lý thú đi xung quanh dần dần tạo thức thân không bỏ phát sát thương vật lý toàn đội đâu đây gồm một nhân vật vật lý sát thương vật lý do một chiều hồi của Dreamweaver tăng 6%. Chúng là tím, vật lý thôi. Má đèo ngoài nó biết chả nữa. Đi mới rồi chả nữa. Tôi sắp quay thì nó ngoài.
má đéo có ai à, thì cái quay có ai quay thì thôi ngoài coi nữa chán. Cứ rảnh rảnh quay cái này đánh tí lắm. Vì quay nó mất thời gian. Chưa thời gian người ta vô chơi. Thì làm những khác trước. Ui. Chắc là mong Terry mà. Đâu có Terry rồi. Tôi cần Terry mà. Dạ biết ngay mà của mình là ghét. Khiếp đâu hết rồi. Lúc này vừa thì đây lắm mới chưa hết mẹ đâu thế. Mẹ. Biết ngay mà. Hình thêm đàn. Em đơn. Bực vô tình thì còn lâu nữa. Cũng rất sơ cù thì vừa đi rồi đúng không? Vừa trước vừa đi xong.
hổ thú đi là phải từ kẻ ngốc bên của quý phái đúng không? Từ của Phật để từ chú thế đó thì một thì một thì một mười 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 tám mười mười một gần hết rồi đó. Gần hết rồi. Tranh thủ kiếm thêm tỷ crystal thì chỉ cần dùng một tầng đánh bại địch tất cả địch là thân thể của hiệu à đủ à có nghĩa là mình chỉ cần đánh một lần thôi mình chỉ có dùng thư này u chà mẹ Eden Star World phải xuống rất là lâu u chà u sướng này. Thế mình có thể cay luôn cả nát của chỗ này luôn để kiếm Chris để quay hợp lý luôn. Giết nhìn mục nhìn mục rồi nhìn mục nhìn mục nhìn mục mục là mục chúng ta mục chúng ta mục thế thôi. One, two, three. One, two, three. Đỉnh đỉnh đấy và bị bật tại đây không gì đang quyết định nào có thể nhận một số khả năng với ok bình thường mà cái này biết thừa thậm chí còn là thừa thêm thanh nguyên khi mà cường hóa lên thì rất là ngon và nhiệm vụ câu chuyện. Reason
chi viên vẫn thế, vẫn thế luôn. Nếu chúng có chi viên của các bạn thì mình quay được, chắc là sẽ quay được. Ui chà. One, two, three. Chúng tình yêu ngóng nóng cũng dễ lắm, nó cho dùng thử mà. Dùng thử chẳng win, chúng tích kiệm nhiều thời gian và cũng mạnh. Cường hóa là sẽ thêm nhưng tập trung đó, tập trung lại tập trung thử này, một vùng đất ngọn lửa kia Murata Himeko đủ luôn. Đấy có truyền nào, hôm nay cay luôn ấy, cái vui đất sẽ cùi luôn, kiệm nhiều Chris cả. Có búp nẻ, búp vô thướng và búp búp gọi là HP thấp đúng không? Ok. Sự ông tẩy thật sự luôn. Thank you.
Úi da, vàng luôn đi. Ok, bây giờ coi như có kinh nghiệm rồi, lúc này là chưa quen, chưa quen. Có kinh nghiệm rồi. Thức quân hỏa đặt level 8 rồi. Chứ tôi còn khác. Còn khác như là còn con này chỉ cả rồi. Đây là Corporation. Cầm Eden Star. Combat Ray. Falcon Flare. Tôi cầm cả Falcon Flare này. Thắng sẽ tự bắn nhưng mà con này chúng là Eden Star chiều hoàng Calocolo đi không không phương dường á tàu là Pass Six Lauder full set Calocolo đi trời ơi bộ sư ái nữa chết rồi. Súng thử đầu chiến ui chà nghiệp tố vậy bùm bùm su mày vậy phê vậy thì nó sau cái vụ này mình sẽ kiểm thẳng được Chris rất nhiều đáng khác luôn rất nhiều luôn. Tới thì lễ kiệt hoàn thành ải giới luật sinh tử đã đỉnh. Giới luật sinh tử đã đỉnh. Nói chung là đó. Quấy mà tôi quấy quá. Tôi quấy quá. Ai vào đây nói quấy mình cãi là tôi quấy.
Còn mấy cái free này, thì như là ok, quấy mệt lắm. Tám đêm cuối này, vào đây thôi. Tắt mấy đưa luôn. Chim phải có một người bố chứ. Chứ làm có. Đúng không? Mấy người đúng không? Kế cõi thôi chịu. Vì nó miễn phí một lần thì mình sẽ quay luôn một lần đi nè, kiểm thử xem có thiếu. Chris 49C Edition Astra Parabas. Nói chung là mấy cái đồ ngu cả, nhưng mà cây viết thạch thì khá ngon. Quay này, quay này, một à, không từ từ chết. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Ui. Ui. Oh. Ê xin Astra. Đó. Ô. 9. What the fuck? Oh. Được 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 được, tiếp tục tiếp tục, có thể mà để dùng này được. Miss Ten tháng một nào, bông lập mạnh spoiler theo phần tên. Ok, bình thường tất cả chỉ đang trong kế hoạch của tôi. Hai. Trời ơi. Tiếp 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 tiếp. Ui không. Tiếp 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 tiếp. Mình có thể nắm bẻ con thủ mà. Ô, ra đây. Mình con ngựa. Ra luôn đi, ra luôn đi. Không ra từ từ, cứ bình tĩnh, hít thở đều. Mình chỉ giúp ra nó còn xếp ra nguy hiểm gì thì chết người vui nguy hiểm. Đang phải chỉ giúp ra điểm mẹ thôi. Ra đi.
Ui. Đã rồi. Miss Ten. Đã rồi. Quay kia. Echo Paradise. Ảnh tước. Hào hộ tật hát. Quả vô tôn. Quả quả cụ Kuranta Masma. Để chúng ta đồ ngón nhá. Cả đồ như kích đồng nhất. Tôi nghĩ là quay ra viếm trước để lấy lại lắm. Một cái ra biến không? Một cái ra biến nó xả xuống. Khắc thứ hai này. Tích 10 đi. Up. Thân 1. Phát 2. Phát 3. Ui. Yes. Phát 4. Phát 5. Phát 6. Phát 7. Phát 8. Phát thứ 9. Ok, không có. Không sao. Thì là điểm tốt. Điểm tốt. Ơ, cục quái thiếu này. Được ăn. Lấy cái tiền được. Bạn. Bả lên nữa. Yeah, rồi còn gây trả. Quay đây quay. Yes, quay tiếp. Một lần. Nice, ra đi. Mùa mùa này. Ui, ui, quả đi sẽ được này. Yes, lấy luôn. Phải đắng ra đây khóc một cả thứ này. Ok, có như là Elysia của trấn. Elysia trấn. Tiểu quay tiếp. À chết, quên còn những 10. Người. Phát thứ 2 này. Phát thứ 3. Phát thứ 4. Phát thứ 5. Phát thứ 6. Phát thứ 7. Phát thứ 8. Phát thứ 9. Đã luôn. Yes. Ơ quất. Trung à. Ơ mới. Ui. Kết thúc. Ui. Phát thứ 2. Phát thứ 3. Ui. Thì dân ấy được tư. Ui nó khỏi một thôi. Ui thì dân ấy cũng khỏi một thôi nè.
xả xuống, xả xuống, xả xuống thử, xả xuống ạ. Đéo có đéo. Ai á chà, mạnh đi dừng. Quá nhiều vui rồi đó mình. Tao tiến đến cả. Ui. What the fuck, muốn đi. Lại muốn đi. Lại muốn đi ạ. Còn gì cũng còn muốn đi. Còn 3 tháng 5 mấy cái đó. Nói chung là đã có Green River. Yeah. Ui. Tiến cấp, không tiến cấp được. Skill thì từ từ. Vũ khí chứ có. Giáo à. Đó là đồ mới. Giáo nên đồ mới chứ phải. Để đồ mới luôn này. Mày đã được cái Prophetic Dream ngon lắm. Để đồ mới. Chúng ta. Ôi. Đổi cái vết. Đổi cái vết luôn. Quay tiếp này. Quay tiếp. Con kêu lên. Chưa hết à? Dần nha. Nhất là có Dream River. Đã quay ra rồi. Đành trời. Đây rơi tới đất. Tiếp tục. Chúng ta vẫn còn rất nhiều. Chúng ta vẫn còn sống. Chúng ta vẫn còn sống. Chúng tôi sẽ hiện tất cả mọi thứ trong cái vụ này. Chúng ta hiện tất cả mọi thứ của tao. Chó kìa nhé. Ra luôn thì con mẹ được luôn. Yes, full set viết thẳng easy, full viết thẳng à. Easy game còn phần Eco Paradise anh cướp, nói chung là đáng kinh trần nữa là ngon. Thích một hết. X1 thôi. X1 lấy thêm cái bọn này. Cảm ơn một cái chấn. 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 Ấy sinh ra lắm nữa. Ấy sinh ra hơi nhiều chứ. Phải có gì bằng được. Chấn. Chấn. What the fuck. Lên đến một cái trận này khó như vậy.
lên đến một cái trận đấy khó người đấy, trận thế mà. Yes. Easy. Woof. Được rồi anh em ạ. Ui giời ơi. Đâu rồi? Dreamweaver. Từ đây. Ui giời ơi. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Đấy rồi, Prophetic Dreams. Full set Alexandra. Đã rồi, đi con mẹ. Yes. Trời ơi, đỉnh của đỉnh, 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 đỉnh của đỉnh. Quấy sóng mày vố ạ, mà quấy sóng hết rồi mới dưng mày có người vố xém ạ. Bén rồi. Sời. Easy. Này thì hà rê full set. Hà rê. Hà rê. Hà rê. Không có đi miss tên. Miss tên sẽ nắp. Miss tên Shariot. Miss tên Shariot. Đọc tên đúng nó, nó không nó đọc ấy. Cường hóa luôn. Số hai là Prophetic Dreams Self Full Reading. Còn đây là Prophetic Dreams. Dạ. Siêu. Tuyệt vời. Bây giờ quay thử Prometheus xem có đô được không là ngon liền. Quay Prometheus nữa. Easy game. Rồi. Đi từ siêu hàng luôn. Đồng ý. Siêu hàng này thì siêu hàng. Siêu hàng. Siêu hàn. Rồi. Nói chung là Harry 969k cầm Prophetic Dream Self Fury Ring Full Set Alexander. Trời ơi. Đỉnh. Tuyệt vời ạ. Úi xôi. Tuyệt vời quá. Có 630 cái này thì chắc sẽ tích tiêu để làm tích điện khoảng đây đủ cái thẻ hacking David đây đủ cái thẻ này thì trong này mình sẽ đổi được cái này là mình sẽ đổi một cái Eco Paradise hoặc là một cái chìa khóa lực lượng cũng ngon mà đúng không. Đen. Em quên lấy cái vũ khí lệch đó nữa. Coi như ra đi. Ra nhanh.
cái đấy luôn, họ vô tôn đấy chứ. Cần dạy họ vô tôn. Elysian Astra đúng không? Elysian Astra vậy là Elysian Astra là cho Griseo. Season này, season này là boss à, boss season này. Boss season này đưa sang nguồn đi thì đổi cho sang nguồn thì khác như là Ogre. Để chúng á siêu 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 để mình là mình Queen Alexandra công với này đến chứ. Để mình rãn đi. Đây. Ui, cáo quá. Số con này chắc nó quay ở biển Promethe. Đây, số con này nó quay ở đây. Cái mua ra được Prometheus tiếp đỉnh nữa. Trời ơi, 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 à quên, giả điên. Nắm phát đấy, nắm phát lệ thành tựu. Chariot mới được cái này, mới một cái khả năng tuyệt vời đấy. What the fuck? Hula Blade chưa có. Bao nhiêu vật liên tục ăn từng vi luôn. Hôm nay đỉnh đấy, mình sự thật hôm nay đỉnh đấy. Ui có cái đỉnh thật sự. Cầu lập lết ăn từng vi. Ui trời. Mà chúng kiểm hình nắm thẻ này. Tích tiếu lại cái thẻ đội thượng đặc biệt của Hakim David. Đấy. Bây giờ số tiền mà mình thu thập trong event và mấy cái khác thì chưa sức đủ luôn. Diêm chức thành thành. Chà. Một cái vết Susanna tăng ca. Chà. Được vậy. Rất một cái minh khắc chí ngừ quá. Và vết tinh diễm tuyết. Đỉnh thật sự. Ui dồi.
Diêm Thạnh Thành. Điều sẽ có một con Kira đúng không? Kira. Bóng bóng thế giới. Xui xui nào có đây là Sele. Tên đưa kim bụi ánh sáng. Điều khiển nút nhạc. Người kêu bạn. Giáp một career do Destiny sản xuất. Không phải thật quen nhưng mà từ lâu rồi. Kêu bạn không biết tương tự. Đối bên Dương Bì là bác này rất mạnh. Không nhìn từng chứng kiến thì sẽ được lời con Destiny và con tham gia chiến dịch giải cứu thế giới. Rất là hài phải không? Đừng lại vậy. Bacteria. Shigure Kira đúng không? Kira. Giờ trước Destiny từng thành một tiêu đặc biệt. Kế hoạch với những cái cấp cực cả. Anh viên đập từ hết sắc khi đó. Tinh lệ, tầm tinh lệ. Một cái đại cấp á của danh vô thực tứ chất bình thường chỉ mình cường thêm kỳ mỗi người nhưng từ hao với cùng chiến đấu cùng với thân tường kiểu cực mạnh có nhiều chiếc chồng đờ nhưng vẫn ngơ về sự giúp đỡ của nên mọi người tính và khi anh ngại nằm máy mắt sống sót quên linh cứ một phần ra mỏng thể giới nào đó và thậm chí trở thành thân tường ở đó. Thân tường là kiểu thân tường mà ta biết sao trên sân khấu sáo đối với Valkyria mà nó không phải chuyện nhỏ sao. Hả? Làm Valkyria thì không dễ dàng gì. Nói chung là tại công việc này việc kia lại bước vào hành trình trở thành người phiêu bạt trong biển lịch sử trong thế giới phủ tuyết trắng và được hái hùng bụi Valkyria thẳng kinh cười. Ngay sau cuộc đời này con người đã phản đoạn thân phần của ta nhỉ. Đúng vậy, ta chính là người may mắn sống sót của Snow Wolf Team cứ Valkyria cấp áo của Destiny, Echo đặc biệt hiểu câu lửa cũng là Echo. Nhìn phản ứng không biết ta sao. Echo. Ăn uống con Echo đúng không? Snow Team. Nhiều lắm chưa? Snow Team. À, Cecilia đại nhân. Đồ kiếm gì quên Cecilia. Hồi ổn.